Chúng con có mặt ở đây cũng đã ngó ngén một năm cùng với toàn thể đại chúng trong lớp này, thì chúng con cũng một phần thôi con, hết sức tri ân ban hoằng pháp của Thành hội Phật giáo thành phố đã dày công kiến tạo đạo tràng và cũng như ở tại tổ đình Ấn Quang, chư tôn đức lớn đã có, các bậc thầy lớn đã có một cái sự từ bi và cho chúng ta học những cái buổi tối hàng đêm 1 tiếng đồng hồ, trong khi cái giờ sau tụng kinh là phải chỉ tịnh của quý ngài, mà quý ngài cũng rất từ bi để cho chúng ta học như vậy, thì chúng ta cũng có tâm tri ân hết ha. Và cái điều thứ ba nữa đó là rất là tri ân cô Diệu Ngọc, là một cái người đóng góp âm thầm của lớp, tức là làm sao để duy trì và thỉnh được các bậc thầy để mà cho cái lớp chúng ta duy trì cái sinh khí, là một cái điều không phải đơn giản đâu nha các vị, cũng rất là khó. Cho nên đó là chúng ta luôn luôn có tâm niệm những cái duyên lành để chúng ta có được cái Phật pháp ngày hôm nay ha đại chúng ha. A Di Đà Phật. Rồi thì chúng con gửi đến cho toàn thể tất cả các vị cái phần tài liệu này, thì thưa với toàn thể đại chúng ở đây là chúng con đã ghi rõ về thập lực Như Lai, tứ vô sở quý của Bồ Tát từ địa Pháp Dân cho đến Đức Phật Toàn Giác, rồi 8 cái hình thái làm cho tâm của một vị Phật được tĩnh tại vắng lặng, đó là Bát Bội Xả này. Thì chúng con hôm rồi đã chia sẻ cùng với các vị ở những phần như là thập lực Như Lai rồi phải không, và chúng con cũng nhấn mạnh thập lực Như Lai, tứ vô sở úy và Bát Bội Xả là những điều siêu vượt của Đức Thế Tôn mà chúng ta không thể thấy bằng cái phàm phu của chúng sanh. Và đặc biệt những điều siêu vượt này, chúng con nhấn mạnh lại một lần nữa, là không chỉ có riêng trong Kinh Pháp Hoa hay truyền thống Đại Thừa, mà kể cả Kinh Sư Tử Hống và Đại Sư Tử Hống ở trong Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh vân vân, các kinh văn của Nam truyền Phật giáo vẫn có điều này, và đã minh chứng bằng những cái phần kệ trong kinh thấy rõ rằng là đối với một cái người phàm phu chúng sanh thì sẽ không tư duy được đến, chớ không phải bỗng dưng là có 5.000 người ở trong hội kinh Pháp Hoa bỏ về nhớ nha. Còn ở trong phần kinh Nam truyền thì ông Thiện Tinh Ly Sa Tử là một trong 7 vị thị giả của Đức Phật đi theo hầu Phật mà cũng không thấy được thập lực Như Lai, không tin Phật, phỉ báng Phật, vân vân. Là chúng hiểu ý con nói. Còn trong Kinh Pháp Hoa là 5.000 người không tin và bỏ về. 5.000 người này mới nói là gì? Ta đã chứng đến bậc này rồi, làm gì có hơn mà chứng. Càng nói càng không hiểu, bỏ về. Đó. Thì đại khái nó đều có cái cơ sở dữ liệu giữa Nam và Bắc truyền Phật giáo. Ý chúng con nói là như thế. Rồi. Và chúng con cũng đã giải thích tới phần số 2 rồi ha, số 54. Thôi Xá Lợi Phất chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân, duyên, quả, báo như vậy, bổn mạc cứu cánh trước sau như vậy là bổn mạc cứu cánh. Phải không đại chúng? Rồi. Trang số 8 của phần tài liệu. Rồi. Thập như thị là nguyên lý tồn tại của tất cả pháp. Qua ba cái thể thức đó là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả báo và bổn mạc cứu cánh. 10 đặc tính này được giải thích. Chúng con đã có trong phần tài liệu rồi, để chúng ghi nhận ha. Như thể tướng có nghĩa là tướng mạo hiện ra bên ngoài, có thể nhận thức phân biệt rõ ràng, bắt đầu từ cảnh giới địa ngục cho đến các cảnh giới khác trong 10 phương pháp giới. Tướng, như thị tướng. Thì cái tướng này có cần không các vị? Có nhiều người học Phật pháp
Nói chung á là cứ học nửa vời á, thích cái chỗ nào thì nói chỗ đó, thì nó rất là oan uổng. Người ta nói là ly kinh nhất tự tam thế Phật oan mà, nó bắt đại trong kinh một từ nào đó ra là nói oan cho chư Phật lắm nha. Cho nên nhiều người nói tu tại tâm chẳng cần chấp tướng, ví dụ như thế. Tu tại tâm mà chẳng cần chấp tướng, khi nào hành giả đó đạt đến trạng thái thể nhập chân tâm. Còn nếu như người phàm phu mà chưa thể nhập chân tâm, biết tâm ở đâu mà bám víu vào để tu, thì phải dĩ quyển độ chơn, từ cái tướng, quyển tướng đó mà mới đi về được cái chân tâm. Nghe chúng hiểu không? Cho nên là về cái tướng. Và sẵn về cái chữ tướng này đó, thì chúng con cũng chia sẻ với đại chúng một chút xíu. Nó có một cái điều, nó hồi chiều này có một điều rất là hay. Chúng con thường hay thỉnh tượng và làm tượng ở trên cái cơ sở của một cái người này, anh chồng á, là người Hàn Quốc, cô vợ người Việt Nam, thì có cái xưởng là của người Hàn Quốc á. Và chúng con mới đi thỉnh tượng đó, là công nghệ của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Dạ, thì chiều nay anh mới ghé chùa và anh lễ Phật. Thì cái bước vô đó quý vị, chánh điện lúc nào nó cũng có một cái cửa lớn ở chính giữa, hai cửa nhỏ hai bên, phải không đại chúng? Rất hay nha. Con cũng hết sức bất ngờ con bước vào đây. Thì theo quán tính đó, chúng ta sẽ đi theo đây chúng ta vào, phải không đại chúng? Theo cửa lớn luôn, phải không? Nhưng mà ảnh rất là hay, ảnh đi cửa bên đây và cô vợ đi bên đây. Thầy bất ngờ đang nói chuyện nhưng mà ảnh lái và ảnh đi bên đây. Thì thầy mới hỏi, ủa sao chị biết này hay vậy? Thì ảnh mới nói là ở bên Hàn Quốc tất cả người ta đều như vậy hết. Và thật sự không phải riêng người Hàn đâu quý vị. Người Hoa, người Hàn Quốc và người Nhật Bổn á, là Phật giáo Đại Thừa, người ta hiểu rất là rõ vấn đề này. Là cái cửa chính giữa là dành cho người xuất gia. Nếu mà trong bát quan trai giới mình có cộng tu á, mình cùng đi theo quý thầy ra, thì mình có thể đi theo ra theo cửa lớn. Mà thật sự ra cũng ít có đi theo, mà người ta cũng đi hai bên thôi. Nhưng mà nếu mà hai bên mà bị đóng, hoặc là tức là tình huống bất khả kháng á, thì mình cực chặn đá mình cũng có thể đi. Nhưng bình thường tất cả mọi người đều đi cửa hai bên, không đi cửa lớn. Đó là cái quy định, cái quy cách của thiền môn từ xưa đến giờ rồi quý vị. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành á, thì chúng ta bước vào cửa bên phải thì chúng ta bước chân phải trước, còn chúng ta bước vào cửa bên trái thì chúng ta bước chân trái trước. Cái đó là cái quy chuẩn chung để tạo thành một cái sự đồng bộ nhịp nhàng trong cái vấn đề thiền môn quy củ của chúng ta. Để chúng hiểu mà. Thì thưa với các vị, thì ảnh nói là các sư ni ở bên Hàn Quốc cũng rất là kỹ, dạy Phật tử vậy. Người xuất gia thì đi chính giữa, còn người cư sĩ thì đi hai bên, phải không? Thì thưa đại chúng, cái này là tướng. Tướng, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó không có cái tướng thì được không? Nó ôi chấp quá, thôi đi sau đi chứ này liên quan gì giải thoát. Và thưa quý vị, cái chuyện đi đứng thì nó không có liên quan tới giải thoát. Nhưng mà chúng ta tạo thành một cái trật tự á, thì nó sẽ có sự trang nghiêm. Thì từ cái trang nghiêm nó mới thành nền tảng của giải thoát. Trang nghiêm. Quý vị có đặt tên con gái quý vị tên Trang không? Trang là gì? Trang là sự trang nhã, đẹp. Trang là cái nét đẹp, cái hình diện, cái phong cách mình bên ngoài, phải không? Còn nghiêm là gì? Nó tạo cái sự tề chỉnh, phải không? Đặc biệt trong quân đội, mình hay nghe chữ nghiêm thì sao? Thì tất cả phải một tư thế. Ví dụ như tư thế gì đó thì mình phải đồng loạt hết một tư thế đó, phải không? Vậy thì trang nghiêm nó phải có sự nhất quán, đồng loạt, và nó tạo một sự gì? Không có phân biệt. Thì từ chỗ đó thì chúng ta mới có làm sao đi vào trong cái gì, cái chân tâm bản tánh của mình được. Chứ còn mà nó cứ xáo trộn hoài thì sao được, phải không? Cho nên cái tướng chính là gì? Tức là cái dụng ở bên ngoài đi vào đó. Rồi bắt đầu bước vô đại điện ha. Bước vô đại điện thì lúc nào á, quý vị đi trên toàn thế giới luôn, thì quý vị sẽ thấy các ngôi chùa cổ ngày xưa cũng vẫn vậy nha. Nhưng mà tại vì bây giờ mình cách tân rồi, thì có thể hoặc là trong cái khuôn viên chùa nhỏ, ví dụ như có nhiều ngôi chùa 50 mét vuông à, thì làm sao mà bài trí mình nó nhiều được, phải không? Nhưng mà các ngôi chùa cổ thì đều như thế này. Chính giữa là Phật Thích Ca, phải không? Và một bên đây là Phật gì? Đố các vị. Đố các vị nói đúng. Ngồi bên đây Phật gì? Dược Sư. Còn bên đây là Phật gì?
A Di Đà Phật, phải không? Rồi, thì tại sao như vậy? Và cái bộ Phật này á, được gọi là Tam Bảo Phật hay là Tam Thế Phật, nhớ ha. Tức là những cái tên này á, là do chúng ta tự đặt nên để chúng ta gọi tên và chúng ta biết những cái bộ tượng Phật này thôi. Ví dụ đây là Tam Bảo Phật hay là Tam Thế Phật. Còn thí dụ Phật A Di Đà đứng chính giữa, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí thì gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Rồi Đức Thích Ca, xin lỗi, Đức Dược Sư, Ngài Nguyệt Quang, Ngài Nhật Quang thì gọi là gì? Hả? Gọi là gì? Đông Phương Tam Thánh, phải không? Rồi, Đức Bổn Sư ở bên đây, Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng thì gọi là gì? Từ Quang Tam Thánh, phải không? Ngài Thích Ca ở giữa, một bên Ngài Văn Thù, một bên Ngài Phổ Hiền gọi là gì? Hoa Nghiêm Tam Thánh, phải không? Tức là đặt tên theo tên của những bộ kinh mà những vị này biểu trưng, thì để làm sao? Để mình từ cái tướng mà mình hiểu cái dụng của cái bộ kinh đó, đại khái như thế. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói này thôi. Giữa Phật Thích Ca, đây Phật Dược Sư, Phật A Di Đà. Tại sao? Thì có nhiều vị mới nói này là Tam Thế Phật. Thì cái vị này mới nói là Phật Thích Ca là hiện tại, Phật này quá khứ, Phật này tương lai, A Di Đà là quá khứ, Dược Sư là tương lai, hay Dược Sư là quá khứ, A Di Đà tương lai, nào đúng? Tam Thế Phật thì cái nào quá khứ, nào tương lai? Hả? Rồi, để chúng nghe con nói nha. Phật thì không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Phật là thường hằng bất biến, Niết Bàn là không sinh không diệt. Quá khứ, hiện tại, tương lai là đối với chúng ta. Tại sao đối với chúng ta có quá khứ, hiện tại, tương lai? Bởi vì á, thưa với các vị, Phật Dược Sư á, là cái hướng của mặt trời mọc, phải không? Còn Phật A Di Đà là cái hướng của mặt trời lặn. Có biết vụ này không? Tại hướng này hướng đông, mà hướng này hướng tây, phải không? Rồi mai mốt á, đại chúng á, không nhớ, mình học xong mình cũng nhớ nữa. Ủa, bữa hổm tôi không biết, tôi nghe ông thầy nói này Mi Đà, ha, này Dược Sư nè, ông này Dược Sư, Mi Đà, Thích Ca chính giữa tôi biết rồi, mà không biết này Dược Sư, Mi Đà, mình không nhớ đi, phải không? Rồi mình cầm cái pháp khí, nhiều người cũng để lộn nữa, mình không biết, thì đại chúng nhớ nè. Cái trái đất của mình á, cái trái đất của mình á, thì cái lúc nào cái hướng ở trên là cái gì? Hướng Bắc, lúc nào nó cũng phải vậy, hướng trên hướng Bắc, đúng không? Hướng dưới hướng gì? Hướng Nam, chứ có cái nào hướng Nam nó ở trên không? Không, trái đất thì hướng Bắc nó phải ở trên chứ, phải không? Hướng Nam ở trên. Thì bên tay phải là gì? Hướng Đông. Bên tay trái là gì? Hướng Tây, hiểu chưa? Thành ra lúc nào á, Dược Sư cũng phải để bên nào? Bên phải, hướng Đông mà. Thì A Di Đà bên nào? Trái là hướng Tây. Và ở trong thiền môn quy củ á, thì người ta luôn gọi là Đông Lan, Tây Lan. Đông Lan là cái giải phòng bên phải, và Tây Lan là giải phòng bên trái. Mà nhiều người không biết nữa, nói tại sao bên phải phải là hướng Tây? Con nói người ta tính theo trái đất. Trái đất thì ở trên phải là hướng gì? Bắc, dưới là hướng Nam, bên đây hướng Đông, đây hướng Tây. Thì giải phòng đây là hướng Đông, giải phòng đây là hướng Tây, hiểu không? Rồi, rồi xong rồi, Phật A Di Đà là hướng Tây, Phật Dược Sư là hướng Đông. Tại sao? Tại vì hướng Đông hướng mặt trời mọc, hướng Tây hướng mặt trời lặn. Thì khi mình sống á, cái sự sanh khởi, mình cũng có Phật ở trong tâm của mình. Mai đây mình ra đi tiếp dẫn, cũng có Phật chờ đón mình. Cho nên cái người tu đạo Phật á, là đã sanh, đang sanh, sẽ sanh, ba thời đều có Phật sanh khởi ở trong tâm của mình. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái quá khứ, hiện tại, vị lai là mình á, là đối với phàm phu chúng sanh mà có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ còn Phật thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiểu không? Đó là cái con giải thích, là bởi vì có nhiều vị á, rồi nó này quá khứ, hiện tại, vị lai đó, cái bỏ để vô đây di lặc thì cũng được thôi, chứ không phải gì. Nhưng mà Di Lặc á, thì thật sự ra Ngài chưa phải Phật mà. Di Lặc Ngài là Bồ Tát, còn cung trời đâu xuất mà. Hiểu không? Đã. Thì con giải thích cho đại chúng sơ sơ cái đó ha. Rồi thí dụ như bên thường vô cái chánh điện thì nó như thế này. Rồi sau đó thì ở đây là cái lư hương, phải không? Đây là cái lư hương, phải không? Thì bên đây là gì? Cái chuông. Bên đây là gì? Cái mỏ. Thì gọi bên đây là bên đông,
bên đây là bên tay. Và lúc mà xuất ban đi ra đó, niệm Phật xuất ban đi ra, xuất ban đi ra, thì ai đi trước, ai đi sau? Bên đông đi trước và bên tây đi sau. Cứ nối hàng với nhau như vậy mà đi. Cái quy củ của thiền môn là như vậy đó. Để sau này mà mình có tham dự các pháp hội lớn trên thế giới, mình sẽ biết người ta nói là đông tây lễ bái là như thế nào, rồi bên nào đi trước, bên nào đi sau, ha? Đông tây là cái gì? Tức là sắp theo cái độ hình như vậy đó, hướng đông là hướng nào, hướng tây là hướng nào, ha? Như nhiều người giờ để, ví dụ hồi xưa ông bà mình theo cái tục mà chưng đồ trái cây đó, và đó đông bình tây quả. Đông bình tây quả là để làm sao? Hả? Hả? Đông bình, phải không? Để cái bình bên đây, tây quả để bên đây, phải không? Nhiều người không biết đông tây là cái gì nữa, phải không? Đông tây có nghĩa là nói theo cái gì? Cái phương vị của trái đất của mình đó, ha? Thì ngay cái tướng, cái chỗ cái chữ tướng, tướng pháp. Bôi đi con. Bôi. Và con giải thích sơ ở đây chúng hiểu ở trong cái quy củ của mình là như thế. Rồi. Nhưng mà ở đây thì mình học về bản thể của pháp thôi. Thì tướng tánh, thể, lực tác, nhân duyên, quả báo, bổn mạc, cứu cánh, thì như thế ha đại chúng ha. Thì tướng là gì? Cái tướng mạo để mình phân biệt. Tướng mạo phân biệt nha. Bây giờ thưa với đại chúng là Phật Mi Đà thì cầm đài sen, Phật Dược Sư thì cầm gì? Cái tháp, phải không? Cái đó là có quy định vậy không? Trong kinh A Mi Đà có miêu tả, rồi trong kinh Dược Sư có chỗ nào miêu tả là Phật Dược Sư cầm cái tháp không? Có không? Không có. Nhưng mà cái tháp á, là niên niên cao cao, là cứ cái sự tăng trưởng để tượng trưng gì? Tuổi thọ, quý vị hiểu không? Cầm cái tháp tượng trưng cho tuổi thọ. Quý vị biết là theo văn hóa mà Á Đông á, cứ mỗi lần mà mừng thọ là ăn gì, quý vị biết không? Đố quý vị biết ăn gì? Mì. Ăn mì á quý vị, kéo sợi mì dài 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 dài. Cái mì trường thọ là cái loại mì mà người ta dấn á, là cứ nguyên một cái sợi dài, người ta dấn từ từ nè, quý vị kéo vô, quý vị ăn sợi mì trường thọ. Quý vị biết mấy này không? Sao không biết quá. Rồi, như thị tánh, tánh là cái tánh chất thuộc về bên trong, có sai biệt và định tính, mọi hiện tượng rõ ràng, nhưng mà tướng có cái tính riêng của nó. Vậy thì cái tánh nó là gì? Cái phần bên trong của tướng ha. Nhưng mà nó nhập nhằng ở cái chỗ tánh thì mình nào giờ có nghe cũng dễ hiểu, nhưng cái thể thì mình lại không biết. Cái thể là gì? Thể tức là thể chất. Thể chất là gì? Cái tánh bên trong thôi. Nhưng mà mỗi cái tánh đó nó còn theo cái biệt duyên của mỗi trường hợp, nó lại có cái thể chất khác nhau. Hiểu không? Cho nên chúng con thường ví dụ là nước thì có nước gì? Nước La Vi, nước Aquafina, nước khoáng, nước mưa, phải không? Nhiều loại nước. Nhìn ở bên ngoài thì mình thấy là gì? Nước. Nhưng mà cái bên trong là gì? Nó có từng mỗi cái loại chất lỏng của nó. Nhưng mà đi vào cái viện Pasteur, người ta nghiên cứu, người ta phân tích ra, thì mỗi một loại nước nó có cái thể chất khác nhau, cái độ khoáng chất khác nhau nữa. Hiểu không? Đó. Người và vật đều có cái thể của nó. Vũ trụ là đại thể, con người là tiểu thể. Thể được như là thành tố cấu tạo, là cái tính chất của tánh. Ví dụ như nhìn ở ngoài là chai nước, chai nước, chai nước. Nhưng mà cái tánh bên trong nó là gì? Là chất lỏng, là cái nước bên trong dùng để uống. Nhưng mà nó còn tùy vào từng mỗi một cái duyên nghiệp thì nó có cái thể chất, cái tính chất của mỗi cái tánh nữa. Thí dụ như cái nước La Vi và cái nước Aquafina, mình nhìn thấy nó trong giống như vậy á, nhưng mà quý vị phân tích thì cái độ khoáng của mỗi một cái tính kiềm của mỗi một cái loại nước nó khác nhau nữa, phải không? Thì cái tính chất của cái tánh đó, nó trong sạch, cái độ nhiễm ô của nó lại khác nhau. Như thị lực, lực tức là cái lực dụng, là cái năng lực, cái hoạt dụng, cái khả năng. Lực là cái khả năng. Như người ta có thể dùng chữ năng, hoặc là người ta dùng chữ lực cũng được nha. Cái chỗ này nè, có thể nó là như thị năng hay như thị lực cũng được. Rồi, thứ năm là như thị tác. Thì từ cái lực đó, nó khả năng thôi, thì nó mới dẫn đến là trong những trường hợp cụ thể, nó sẽ tạo ra cái tác, tức là
cái chuyển dụng cái hoạt động của nó cụ thể. Nhân tức là những nhân duyên được tích tập, duyên là điều kiện trợ duyên, yếu tố bổ trợ. Nhưng mà chúng con nói lại một lần nữa là nhân và duyên á, thực chất ra nó như nhau, nhưng mà thường cái nhân á, nó là cái yếu tố ban đầu, còn duyên á, nó là cái bổ trợ thứ yếu. Chứ còn khi mà nhân với duyên trộn lại nó ra quả, quý vị cầm cái trái táo trên tay thì quý vị không có phân biệt được cái nào là hạt giống ban đầu, cái nào là phân bón, nào nước tưới, cái nào là bác nông phu đã gia trồng cái này, không biết được, phải không? Nhưng mà người ta nói nhân là gì? Nhân là cái yếu tố ban đầu, còn duyên là cái thứ yếu nó bổ trợ vô. Thì nó sẽ có bốn loại duyên, để chúng nhớ này không? Nhớ bốn loại duyên không? Hồi ai mà học giáo lý cũ với chúng con là nhớ, thứ nhất là gì? Nhân duyên. Thứ hai là gì? Sở duyên duyên. Thứ ba là gì? Đẳng vô gián duyên. Và thứ tư là gì? Tăng thượng duyên. Hả không? Rồi. À, như thị quả, quả là kết quả dẫn đến. Báo là cái tính chất khuất tán theo quả mà sanh ra, nó gồm có y báo và chánh báo. Chính cái điều này thì đại chúng đã hiểu rồi, nhưng mà còn cái bổn mạc cứu cánh là gì? Bổn mạc cứu cánh là gì? Bổn mạc cứu cánh, đó, chúng còn nói đó, bổn mạc cứu cánh. Chính cái điều này là tướng tánh năng tác nhân duyên quả báo. Hiểu rồi phải không? Nhưng mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta có thấy được thập như thị này không? Đố các vị thấy được không? Trong chín món này không lẽ mình không thấy món nào? Trong chín món này mình thấy không? Thấy, nhưng mà mình thấy đoạn phần, tức mình thấy một phần nào đó thôi. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái kết quả, ta cầm trái táo trên tay, thì quý thị có thấy được thập như thị của trái táo này không? Thấy chứ. Quý vị cũng thấy được, à cái hạt táo nó sanh ra trái, trái táo, giờ không biết hạt táo là hạt táo gì, mình cũng không biết, phải không? Nhưng mà mình cũng đoán sơ sơ, à hạt táo sanh ra trái táo. Rồi mình cũng biết được, à nó có nước tưới, nó có phân bón là gì, là duyên. Thì biết rồi đó, mình cũng biết được vài cái trong chín món này, phải không? Cũng biết được. Nhưng Đức Phật trí tuệ của Ngài hơn chúng ta cái chỗ là gì? Đức Phật thấy được bổn mạc cứu cánh. Bổn là cái gốc, mạc là cái ngọn, cứu cánh là tụ trung, cánh hữu là rốt ráo sau cùng, viên mãn đầy đủ để phối hợp cho ra được cái quả, cái báo đó. Thì Đức Phật thấy bổn mạc cứu cánh là sao? Đức Phật thấy từ gốc tới ngọn rõ ràng như vậy luôn. Cho nên á, khi mà một cái vị đến để mà được Đức Phật thọ ký á, đó, sẵn đây con giải thích cái chỗ thọ ký đó. Đức Phật nhìn vị này, Phật nói, à ông tu như vậy, ngồi thiền như vậy, kinh hành như vậy, đạt trình độ như vậy, ông trả lời đối pháp căn cơ với ta như vậy, ta thọ ký cho ông bao nhiêu kiếp nữa, ông thành Phật, hiểu là như vậy, ở thành quách cung điện như vậy, cha như vậy, mẹ như vậy, vợ như vậy, con như vậy, rồi khi mà ông xuất gia thì có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni là đại đệ tử tên gì, tên gì. Đức Phật nhiên đăng thọ ký cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni hết, phải không? Là tại vì sao? Là tại vì Đức Phật nhìn thấy được bổn mạc cứu cánh như vậy. Chứ không phải là Đức Phật nhìn sơ sơ, là mà nhìn chút xíu như mình có nhân có duyên gì đó, không phải sơ sơ vậy. Mà Đức Phật nhìn thấy rõ tánh, tướng, tánh, thể, lực, phải không? Tác, nhân, duyên, quả, báo. Đức Phật thấy rõ chính phần này. Và cộng trừ nhân, duyên, sau đó trí tuệ Ngài tính toán, Ngài thấy được hết. Nhân như vậy phải là duyên như vậy, quả báo nhất định ông phải như vậy. Phải không? Ông Đề Bà Đạt Đa, ông xô đá đè Phật, phải không? Ông làm chuyện tội ngũ nghịch, nhưng mà nghiệp của Đề Ba là nghiệp gì? Hả? Vừa đen vừa trắng. Tại vì trước đó ông tu tinh tấn à, ông đắc định à, cái trình độ của Đề Bà Đạt Đa là cũng khủng khiếp đó quý vị. Ông tu bao nhiêu? Bốn đại A Tăng Kỳ, thua Đức Phật có số lẻ 100.000 đại kiếp. Đức Thích Ca tu bốn đại A Tăng Kỳ dạng 100.000 đại kiếp, Đề Bà Đạt Đa tu thiếu một số lẻ thôi, phải không? Xô đá đè Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn cộng trừ nhân chia, Đức Phật thấy hết nhân duyên nghiệp. Và Đức Phật tới cuối cùng sám hối, Đức Phật nói hết cái kiếp đọa này trải trong luân hồi và đời tương lai ông thành Phật, hiểu là Nam Mô Phật, bị Phật bích chi, hiểu là Nam Mô. Chứ còn như mình á, thì mình thấy Đề Bà Đạt Đa là sao? Nó đỏ địa ngục là xấu ác là như vậy, mình thấy tới đó thôi. Nhưng không, Đức Phật thấy cả nguyên một cái quá trình dài. Chứ Đức Phật không có nhìn giống như chúng ta một phần nào đó.
Hiểu không? Cho nên cái bổn mạc cứu cánh này á, mình đọc thấy đơn sơ mình hiểu là cái gì. Bổn mạc cứu cánh có nghĩa là từ như thị tướng ban đầu cho đến như thị báo sao gọi là mạc, trước sau đồng nhất, bình đẳng không hai, một pháp nào xuất hiện cũng diễn biến từ chính đặc tính này tồn tại tổng hợp thành chính yếu tố trên. Mình học lý thuyết vậy mình cũng không hiểu là cái gì, nhưng mà cái bổn mạc cứu cánh này á, nó là một cái tính nhân văn của Phật giáo. Tức là mình nhìn về một pháp gì đó, một đối tượng, một nhân vật, một sự thể gì đó trong cuộc đời, đừng phiến diện ở một mặt nào đó. Mình đừng nhìn thấy nhân của người ta thôi, ngưng. Rồi mình không thấy được cái duyên, mình thấy được cái quả, mình thấy được cái báo. Ví dụ, mình thấy được người đó đi trộm cướp, thì trộm cướp là tốt hay xấu? Mình thấy ngang đó thôi. Nhưng rồi cái mình bắt cái người đó lại, cái người trộm cướp nói gì? À, quan ơi xin tha cho tôi, bởi vì nhà tôi có mẹ già, con thơ, vợ tôi bỏ đi lâu rồi, cho nên bây giờ sinh kế gia đình tôi khó khăn, tôi trộm cướp để tôi lo cho mẹ tôi, cho con tôi. Thì tốt hay xấu? Nghiệp của người này là vừa trắng vừa đen. Vậy thì Đức Phật Ngài thấy là gì? Bổn mạc cứu cánh, có nghĩa là cả một quá trình của người ta, nó có tốt, có xấu như thế nào đó, thì cuối cùng nó phải như thế nào đó. Hiểu không? Chứ không nhìn phiến diện được bổn mạc cứu cánh. Hiểu chỗ này ha? Rồi, thôi chỉ ôm lại cho những người không đi học thôi nha. Rồi, ở cái phần sau đó thì quý vị cứ đọc thêm. Hôm nay chúng con chỉ dạy tiếp ở trong cái phần này thôi. Quý vị lật giùm con trang số 6. Thì qua những cái khái niệm, qua những cái khái niệm là về những cái năng lực của Như Lai, như là chúng ta đã tìm hiểu qua rồi về thập lực Như Lai, về bát bội xã, về tứ vô sở quý của Như Lai là mình hiểu rồi ha đại chúng ha. Rồi qua cái thập như thị như mình vừa học lúc nãy đó, thì không chỉ là mình học đơn sơ như thế, mà Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, Thiên Thai Giáo Quán Tông là chuyên tu về kinh Pháp Hoa này, thì Ngài từ đó mới thiết lập nên cái đề mục để mà quán chiếu về thật tướng của các pháp, thì đó là nhất chân tam quán. Thì phải thấy được viên dung ba điều đó là gì? Là không quán, giả quán và trung quán. Nhất tâm chi năng, nhất tâm chi tâm năng quán, tam quán là quán không, quán giả, quán trung. Biết rõ một tâm niệm vốn bất khả đắc, bất khả thuyết, mà trong nhất tâm tu cả ba quán, đó là không, là giả, là trung. Cũng từ nơi ba pháp quán đó mà các hành giả có cơ trí cao siêu, thì không theo cách quán chiếu thứ tự mà phối hợp lại một cách quán chiếu duy nhất, cho nên gọi là nhất chân tam quán. Mà nếu như chúng ta không học cái phần này, thì đại chúng thấy có nhiều người chỉ cứ xoáy sâu vào cái chữ không của Phật giáo. Rồi hoặc là có nhiều người cũng cứ xoáy sâu vào cái quyển tướng, giả tướng của các pháp. Rồi có nhiều người cứ theo cái lý trung đạo của Đức Phật mà lại không có những cái căn bản Phật học trước đó, thì cũng thâm nhập được trung đạo. Cho nên cái nhất chân tam quán để muốn nhắn gửi chúng ta rằng, từ cái giáo lý thập như thị kinh Pháp Hoa mà Thiên Thai Trí Khải Đại Sư Ngài thiết lập cái nhất chân tam quán này, tức là phải phối hợp được cả cái gì? Cả cái không là bản thể của pháp, cái giả là cái giả lập của pháp, và cái trung là gì? Là cái lý trung đạo. Khi quán về tính không, một pháp đã là không thì tất cả các pháp cũng đều là không, cả tính giả và tính trung cũng đều là không. Nhất không, nhất thiết không, vô giả trung, nhi bất không. Khi quán về tính giả, một pháp đã là giả thì các pháp cũng đều là giả, cả tính không, tính trung cũng đều là giả. Vô nhất giả, nhất thiết giả, vô không, trung, nhi bất giả. Khi quán niệm về tánh trung, một pháp đã là trung thì tất cả pháp cũng đều là trung, cả tính không và giả cũng đều là trung, nhất thiết trung, vô không giả như bất trung. Sở dĩ quán chiếu được như vậy vì ba chân lý không, giả, trung vốn là toàn bộ chân lý về thật tướng của dạng hữu.
Ba chân lý dung nhiếp, một có cả trong ba và ba trong một, mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Vì vậy chữ trung hay trung đạo ở đây không nên hiểu là đứng giữa, mà phải được hiểu rằng đó là bao trùm lên trên. Gầm bên gạch dưới chữ giùm con, bao trùm lên trên, là cả hai mà cũng là vượt lên cả hai. Đại chúng gạch dưới cái phần đó nha. Cuối cùng của cái đạo Phật này của chúng ta tu là tu cái gì đại chúng? Cái sơ khởi mà Đức Phật trình bày. Quý vị nhìn con chút xíu nha, để quý vị đỡ rối, khoan đọc. Thì cái sơ khởi mà trong kinh Vô Ngã Tướng của Đức Phật ngày xưa khi thuyết cho Nam Anh Kiều Trần Như, là Ngài nhấn mạnh con đường của Đức Phật đang đi là con đường gì? Là con đường trung đạo. Nhớ rất rõ nha. Chúng ta phải nhấn mạnh rất rõ chúng ta đang đi con đường gì. Còn cái hình tướng của con đường trung đạo đó của Đức Phật sống và thể nghiệm hàng ngày và thực hành, đó là con đường bát chánh đạo, bát thánh đạo, đúng không? Bằng bản chất của con đường đó là trung đạo. Mà cái trung đạo trong kinh Vô Ngã Tính ngày xưa chúng ta học đó là gì? Không hưởng thụ dục lạc mà cũng không khổ hạnh ép sát, nhớ chưa? Nhưng tiến lên tới cái trung đạo ở thời kỳ của Ngài Long Thọ thì nó thuộc về cái sự quán chiếu về thật tướng các pháp, đó là trung quán luận, phải không? Và ta học về gì? Tánh không. Thì ai hỏi chúng ta hiểu thế nào là chữ trung trong trung đạo, thì chúng ta phải hiểu chữ trung này nó không phải là nằm ở giữa cái chữ không và chữ giả, mà chữ trung này được phải hiểu đó là bao trùm tất cả. Tại vì nó là bản thể của các pháp mà. Cái lý trung đạo đó là cái lý cân bằng của các pháp mà. Và nó vượt lên cả hai. Bao trùm cả hai mà nó vượt lên cả hai. Rồi, bây giờ chúng con sẽ trình bày cho các vị về cái nhất chân tâm quán này, để chúng ta hiểu nha. Bởi vì các vị không hiểu được cái lý nhất chân tâm quán thì các vị sẽ không di chuyển được từ tích môn sang bổ môn. Bởi vì chúng ta đang học đến cái phẩm phương tiện này, ở cái phẩm này, và cái phần thiết lập của Đức Phật từ đây cho trở về trước đó trong kinh Pháp Hoa này là thuộc dạng về giáo lý của Tam Thừa. Giáo lý của Tam Thừa là giáo lý của gì? Của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Quyền Thừa Bồ Tát. Thì Nhị Thừa hay Tam Thừa này là thiết lập trên Tích Môn. Tích Môn là một nhân vật lịch sử có thật. Đức Phật tu như vậy, đi như vậy, thành quách như vậy, vợ như vậy, con như vậy, xuất gia như vậy, rồi bỏ đời, vị Thái tử Siddhartha chứng thành quả vị Phật, rồi có đại đệ tử, rồi có các tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, nhân, đó là Tích Môn. Thì từ Tích Môn đó mới thiết lập nên Tam Thừa, có phải vậy không? Nhưng mà từ cái Tích Môn Tam Thừa đó, mình ngưng ngay đó thì nó không phải là Pháp Hoa. Mà cái Pháp Hoa này là phải từ Tích Môn đó tiến lên gì? Bổn Môn. Mà nếu như không chuẩn Tích Môn thì cũng không học được bổn môn. Mà chuẩn Tích Môn mà dừng ngay Tích Môn thì cũng không phải kinh Pháp Hoa. Mà từ Tích Môn phải làm sao di chuyển qua được bổn môn. Mà muốn di chuyển qua được bổn môn thì mình phải rõ về ba cái pháp này. Đó là không quán, giả quán và trùng quán. Con giải thích nhất trước tiên là về chữ không trong Đạo Phật. Chữ không này con giải thích từ một cái khía cạnh nó thô cho đi đến cái tế và đi đến cái bản chất của các pháp. Bây giờ con hỏi đại chúng chữ không. Điều thứ nhất là chữ không. Trên cuộc đời này có khái niệm về không hay không? Cho nên ở đây là một cái điều mà con nhấn mạnh. Có rất nhiều người mới bảo rằng Đạo Phật là chưa bằng gì? Tứ. Hôm qua có cái anh kia nói là tứ cố giai không. Nói tầm bậy tầm bạ. Ai mà nói như vậy? Phải không? Tứ cố giai không là cái gì? Ngày xưa người ta nói là gì? Là mấy cái người mà cùng tử đi lang thang, người ta kêu là tứ cố vô thân. Tứ cố, cố là cố hương. Tứ cố vô thân là đi tùm lum tùm lê, không có quê hương. Vô thân là không có người thân. Người ta gọi là tứ cố vô thân. Còn Đạo Phật đó là gì?
Hiểu không? Đạo Phật là tứ đại giai không. Mà cái tứ đại giai không này á, nó có phải là không có không? Cái tứ đại giai không là có hay là không? Tứ đại giai không là có hay là không? Tứ đại giai không là giả có, mượn có, tạm có. Còn nói theo Kinh Hoa Nghiêm là chân không diệu hữu. Phải không? Rồi, những cái này là con đã giảng rồi, thôi thông qua. Bây giờ con chỉ nói về cái không trong tứ đại. Thì hôm trước con đã nói với quý vị rồi, trên cuộc đời này có cái không không? Trên cuộc đời này có cái không không? Ngày xưa người ta nói đất, nước, gió, lửa. Đất là chất rắn, nước là chất lỏng, gió là khí, lửa là nhiệt. Lạnh cũng vẫn là lửa nha, tại vì dùng cái ngọn lửa để biểu trưng thôi, chứ lửa đây là muốn nói về cái nhiệt để cấu thành cái đại á, thấy không? Đất, nước, gió, lửa. Rồi sau này mới thêm vô địa, thủy, hỏa, phong, tới đó đi. Thêm vô không, thức, kiến. Thức kiến bỏ ra đi, tại thức kiến thuộc về tâm. Bây giờ mình chỉ nói về sắc pháp thôi. Địa, thủy, hỏa, phong. Địa hiểu không? Đất hiểu không? Đất là gì? Rắn, xương, da, phải không? Thủy là gì? Máu, chất lỏng rồi trong người mình. Cái như cái gì về phần lỏng á, thì nó là thủy. Rồi hỏa là gì? Sức nóng trong cơ thể mình, người 37 độ phải không? Rồi quả là gì nữa? Địa, thủy, hỏa, phong. Phong là gì? Khí lưu chuyển, phải không? Rồi còn không là gì? Không đại là gì? Không đại là những cái khoảng không trong cơ thể của mình. Tại vì không đại thì máu huyết nó lưu chuyển, tế bào nó lưu chuyển, chứ còn nó chật cứng hết trơn thì sao lưu chuyển được, phải không? Nó không sanh diệt được thì cái đó gọi là không đại. Nhưng mà cái không đại nó có cái gì là không đại không? Con đã định nghĩa về không đại rồi. Quý vị nhớ về không đại không? Con định nghĩa rồi. Không đại là gì? Ai nói hay? Ai nói hay? Tặng liền cọng sâu chuỗi đẹp luôn. Không đại là gì? Nói đi con, không đại là gì? Đúng, chính xác. Không đại là sự vắng mặt của tứ đại. Chứ trên đời này không có không đại nha, chỉ có tứ đại thôi. Nhưng mà sau này á, để các bộ luận mới tiến lên, thì không đại là gì? Có khoảng không để tứ đại lưu chuyển, phải không? Thì cái khoảng không nó từ đâu mà ra? Là từ cái vắng mặt tứ đại mà ra. Được chưa? Đó là cái không của sắc pháp. Được chưa? Rồi bắt đầu đi vào trong cái bản thể, thì cái không này á, nó là cái bản nguyên của các pháp. Tại vì con đã nói rồi, cái không là như vậy nè, đúng không? Đó, một cái pháp ở trong cái không gian này nó được xác lập bởi vì không gian và thời gian. Quý vị biết chữ thế gian không? Quý vị biết thế gian không? Cái này cũng hay lắm. Cái chữ Hán người ta chơi chữ á quý vị. Cái chữ Hán người ta chơi chữ. Rồi. Chữ này chữ thế nè quý vị. Thí dụ như ai mà nói anh yêu em trọn đời thì người ta gọi là một đời là gì? Nhất thế là một đời. Một đời yêu nhau phải không? Nhưng thật sự một đời á có 30 năm à. Tại vì á cái này á là 20, thêm như một nét nữa là 30 à. Chắc quý vị không biết cái này phải không? Cái này quý vị có biết chữ hoa không? Quý vị không biết chữ hoa phải không? Biết chữ hoa không? Cái này là 20 đúng không? Cái này là 20. Cái này là 21, 22, 23 gì đó. Cái này 20. Cái này chơi chữ thôi ha. Nếu mà ai nói yêu mình một đời á thì trong Hán tự nó nhất thế là một đời nha. Một đời là có 30 năm mà. Rồi, mà giải thích về chữ thế gian cho nghe. Thế á, nó chính là thời. Thời là thời gian. Chữ thế này nè, ta nói thế thời, nó thời gian. Còn gian này là gì? Gian này là không gian. Ha. Thì cái cuộc đời này
nó được thiết lập một cái pháp ở trong cuộc đời này, nó được chi phối bởi hai cái hệ quy chiếu, đó là gì? Không gian và thời gian. Hiểu không? Rồi. Thì nó được thiết lập với không gian và thời gian. Không gian và thời gian thì vẽ lên một cái hệ trục tọa độ. Thì quý vị có thấy từ cái điểm không này nè mà nó ra gì? Cộng vô cực. Nó ra gì? Âm vô cực. Phải không? Là nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đâu? Từ cái không này mà xuất phát ra nè. Nó xuất phát ra muôn dạng pháp đi cho tới cộng vô cực. Nó xuất phát ra tới âm vô cực là cũng từ cái điểm không này nè. Vì vậy thì không này á, nó không phải là không có, mà không này là gì? Trạng thái cân bằng của các pháp. Các pháp ngày xưa á, là trong bản nguyên của các pháp á, nó đang ở một trạng thái cân bằng ha. Bản nguyên của các pháp là nó trong một trạng thái cân bằng nè. Rồi bây giờ mình tu, là mình tu cái gì? Mình tu để mình chứng đắc gì? Thiền định, chứng đắc trí tuệ, chứng đắc niết bàn, chứng đắc gì tùm lum hết trơn á, phải không? Nhưng mà hôm trước con đã nói rồi, cái cảnh giới cao nhất của thiền định là gì? Hả? Cảnh giới cao nhất của thiền định là gì? Cũng là cân bằng. Thuật ngữ Phật học ta kêu là gì? Xả. Phải không? Rồi mình tiến lên trong định á, là cái con đường ngồi thiền để đạt tới trạng thái gì? Xả ly định sanh hỷ, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh, phải không? Xả niệm thanh tịnh đó là còn vướng về cái gì? Cái tâm nữa, bắt đầu lên tới cái tầng thiền cao nhất là gì? Phi tưởng xứ. Phi tưởng là có tưởng không? Có tưởng mà như không có tưởng. Vậy là có không? Là cái tưởng này nó cũng đang ở trạng thái cân bằng luôn. Đó là về định nha. Còn về cái thiền quán á, để cuối cùng tu đoạn hết tất cả phiền não, chứng đắc giá trị giác ngộ niết bàn. Niết bàn là gì? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đúng không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là gì? Cân bằng. Phải không? Nó lệch qua một bên là nó sẽ một là sạch, hai là dơ. Một là tăng, hai là giảm. Một là cao, hai là thấp. Nhưng mà cái niết bàn nó không có như vậy. Niết bàn là gì? Không sanh, không diệt. Thì nó là gì? Cân bằng luôn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta bản nguyên của các pháp á, cái tánh không, phải không? Do cái niệm sai biệt của mình mới chia ra là có phàm phu, có thánh nhân, rồi có đọa lạc, có giải thoát. Chứ còn ngày bản nguyên của các pháp là gì? Là từ cái không. Không là gì? Là cái trạng thái cân bằng pháp đó. Rồi trải qua sanh diệt, cái tu. Để cuối cùng tìm về gì? Niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là quay về cái bản thể của pháp đó, cân bằng trở lại. Nó không sanh diệt, nó không tăng giảm nữa. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Cái này thuộc về triết nha. Rồi. Rồi cái không nữa đó, mình lên trên các cái tài liệu ở trên phương tiện truyền thông, mình tìm hiểu về nguồn gốc số không trong xã hội loài người. Thì cái số không này là do các nhà toán học của người Ấn Độ tìm ra sau kỷ nguyên Tây Lịch. Còn cái triết lý tánh không của Phật giáo là Tổ Long Thọ đã tìm ra thế kỷ thứ nhất đầu kỷ nguyên. Phật giáo đi trước nha. Nhớ mấy này nha. Nhớ không? Nhẹ quá. Rồi. Thì từ mình hiểu là không là gì? Là bản thể. Tiếng Anh ta dùng cái chữ là nature đó. Nature. Nature. Ha, là bản thể nha, chứ không phải thiên nhiên nha. Rồi, thì từ cái không này bản thể là bản thể của các pháp. Bây giờ các pháp là nó sanh diệt, có tăng, giảm, có dơ, sạch, có biến động. Thì nó trở thành gì? Hiện tượng của các pháp đó. Đây là cái chữ bản thể và chữ hiện tượng này là cái thuật ngữ của triết học phương Tây. Mình giả lập, mình mượn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng mượn những thuật ngữ này để minh lý về cái thuật ngữ của Phật giáo, chứ nói tánh tướng mà ta không hiểu, nhớ không? Thì bắt đầu nó sẽ ra cái hiện tượng, và hiện tượng đó là gì? Là giả quán, là chữ giả. Giả là nó không thật. Cho nên đạo Phật nhìn về tất cả các pháp là gì? Là giả. Mà giả này là có hay không?
giả này là có hay không? Nếu mà không có thì gọi là không chứ. Nhưng mà nó có. Nhưng mà nó sao? Nó giả có, nó mượn có, nó tạm có. Thấy thầy Tâm Đức có dạy dư chữ không? Có dạy dư chữ nào không? Có lọt chữ nào mà ra khỏi mà cái đường ray không? Hôm trước thầy có nói chưa? Nói về một pháp là gì? Là tạm có, mượn có, giả có. Cái đó có phải thầy đặt ra không? Thiên Thai Trí Khải Đại Sư đặt ra nè. Nếu mà các vị nói về bản thể là các vị phải nói cái pháp đó nó là không. Nhưng các vị nói về hiện tượng, trên bình diện hiện tượng mình nhìn các pháp thì pháp đó là gì? Là giả có, là mượn có, là tạm có. Đó là giả quán. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chưa? Hiểu chỗ giả quán chưa? Rồi tiếp. Trong cái câu đầu tiên của Tam Thập Tụng trong di thức học Phật giáo là cái đỉnh cao của thời kỳ Ngài Thế Thân. Ngài soạn ra những cái trước tác về gọi như là Ngài xuất thân từ Nhất Thiết Hữu Bộ, mà Nhất Thiết Hữu Bộ là lấy tinh hoa của Thượng Tọa Bộ mà đi qua bên những cái bộ phái khác mà cấp tiến lên. Thì có cái câu đầu tiên hết đó là do giả thuyết ngã pháp. Do giả cho nên nói có ngã, có pháp. Hiểu không? Cái câu này câu đầu tiên. Và hình thành ra gì? Tam Thập Tụng về sau, câu xá luận thì có 75 pháp. Tiến lên trên duy thức thì bách pháp, 100 pháp. Bên Nam truyền thì không biết, nhớ nhiều không biết. Nhưng mà đại khái là bên Bắc truyền á, bên câu xá đó là 75 pháp, còn duy thức là 100 pháp. Pháp là gì? Sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp. Trong tâm thì có bao nhiêu tâm biến hành, biệt cảnh, phiền não, tùy phiền não, phải không? Tâm thiện, tâm bất thiện, nhân dân, phải không? 100 pháp. Hả? Cái gì? Đâu có bắt đại chúng nhớ. Nhưng mà nãy giờ nói đại chúng hiểu không? Đại chúng mường tượng được mình học cái gì không? Đại chúng có học của sư cô Tâm Tâm dạy không? Sư cô Tâm Tâm dạy về vi diệu pháp á. Vi diệu pháp là cái hệ thống các pháp của Nam truyền. Hiểu không? Còn Bắc truyền là học về câu xá, học về duy thức. Thì nó sẽ có 75 pháp. Từ câu xá tiến lên 100 pháp của duy thức. Hiểu chưa? Thì nó gồm có sắc pháp, nó gồm có tâm pháp, có tâm sở pháp, có niết bàn. Rồi bắt đầu trong tâm sở thì mới chia ra. Tâm thì có gì? Có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi trong tâm sở thì có biến hành, biệt cảnh, có thiện, có bất thiện. Cái này, cái này thì đó là mình học chi tiết thì mình mới biết cái đó. Nhưng đại khái con miêu tả sơ khởi như vậy. Hiểu chỗ này chưa? Thì nhưng mà để thiết lập lên 100 pháp này, có tâm, có tâm sở, có niết bàn, có phàm phu, có chúng sanh, có luân hồi, có địa ngục, có thiên đường, có giải thoát, có đủ thứ hết, thì phải nhớ câu đầu tiên. Do giả thuyết ngã pháp. Tất cả nó đều là giả quán thôi. Cho nên mới nói nó có ngã, có pháp. Như vậy thì các cái thuật ngữ Phật học này cũng là giả lập mà nói. Các cái thuật ngữ Phật học của chúng ta đang học này cũng là Đức Thế Tôn giả lập để nói, để minh lý, chứ không phải là để chấp vô cái thuật ngữ này. Mà cuối cùng chúng ta đạt đến á, là không phải để vào những cái thuật ngữ từ ngữ này, mà để làm gì? Đi đến giải thoát. Hiểu chưa? Như vậy thì cuộc đời này nhìn về một pháp thì chúng ta nói đó pháp đó là không hay là có? Pháp đó là không hay là có? Giả có, mượn có, tạm có. Thì giả có, mượn có, tạm có. Vậy cuối cùng nó là có hay là không? Là có hay là không? Giả có, mượn có, tạm có. Như vậy thầy ơi, con ý kiến có lúc nó là không mà có lúc nó là có. Tại nó còn là có mà nó mất là sai. Mình phải theo tứ cú của Long Thọ. Nói có cũng không đúng,
nói không cũng trật, nói vừa có vừa không cũng sai, mà nói không có không không cũng sai luôn. Mình nói có cũng sai, nói không cũng sai, vừa có vừa không cũng sai, không phải có không phải không cũng sai luôn. Ủa, vậy pháp đó có tồn tại không? Sao kỳ vậy? Nói có cũng không được, nói không cũng không xong, mà không có không không, mà vừa có vừa không thôi. Vậy cuối cùng pháp đó là có hay là không? Thì tiến đến cái thứ ba, đó là trung quán. Trung quán là gì? Trung quán tức là nó bao hàm cả giả quán và không quán. Pháp đó là không phải không? Hay pháp đó là có? Pháp đó là giả có, mượn có, tạm có. Vậy thì là có hay là không? Cứ không có, có không hoài mà Phật giáo cãi mấy ngàn năm. Rồi, bây giờ mình nói về một pháp là nó không có hay là nó có? Nói không nó cũng được, mà nói có cũng không xong. Quý vị nói không cũng trật, nói có cũng trật, nói vừa có vừa không càng trật, mà không 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 có cũng cũng trật. Mà đạo Phật là gì? Trung đạo. Các vị có đọc cái bài kinh mà diệt trừ phiền não của Đức Phật không? Cái bài kinh mà Bộc Lưu á, quý vị có đọc cái bài kinh Bộc Lưu không? Bộc Lưu là gì? Dòng thác chảy mạnh. Thì Đức Phật dạy mình rất rõ là khi mà dòng thác nó đến, nếu mà anh bước đến thì anh sẽ bị dòng thác nó cuốn trôi đi. Còn nếu anh đứng yên thì anh sẽ bị cái dòng thác nó nhấn chìm anh xuống. Vậy quý vị bước đến thì bị nhấn cuốn trôi, quý vị đứng yên thì bị nhấn chìm. Thì Đức Phật dạy mình phải sao? Vượt qua. Đây là một giá trị triết lý. Quý vị gặp khổ đau, quý vị gặp khổ đau nhé, trong cuộc đời nhé, mà quý vị bước đến vì tranh đấu với khổ đau đó, thì quý vị sẽ sao? Bị nó cuốn trôi đi. Mình sẽ trở thành người thiện, người ác, mà ác hơn nữa, hồi nào mình cũng hay. Còn nếu quý vị ôm lấy cái khổ đau đó, quý vị cứ nói, ờ thôi, giờ tôi tu rồi, tôi cố gắng, tôi nhẫn nhục, tôi chịu đựng. Nhưng chịu đựng kiểu đó thì nó trở thành nội kết trong tâm, chìm xuống. Phải không? Đó là không phải là mình buông bỏ đâu, mà bởi vì mình chưa đủ điều kiện để phục thù báo hận. Mà đến một điều kiện phục thù báo hận thì sao? Thì cô Tấm sẽ đem cô Cám làm nồi mắm và kết thúc câu chuyện. Hiểu cái lý này của ông bà xưa mình dạy chưa? Đó, nó rất là sâu sắc. Thì Đức Phật dạy mình không bước đến, mà không đứng yên, mà Đức Phật dạy mình gì? Vượt qua. Vượt qua là gì? Chuyển hóa. Vượt qua là chuyển hóa. Mình coi cuộc đời này như dòng chảy mạnh, rồi mình cứ nói là đứng yên hay vượt qua. Vượt qua đứng yên hoài. Thì Đức Phật dạy mình là bản chất nó không có cái chuyện dòng chảy đó. Bản chất không có chuyện cuộc đời, bản chất cũng không có chuyện khổ đau gì cả. Tự mình giả lập ra cái đó thôi. Hiểu không? Cho nên mình phải chuyển hóa mình, vượt qua những cái vấn đề đó. Ngày xưa tôi đọc tới chỗ đó tôi không hiểu. Tôi nói, ủa 1 giờ đi tới, 2 đứng yên hoặc 3 thụt lùi. Tự nhiên giờ dòng thác chảy mạnh này vượt qua vượt cái gì? Thì sau này mình đọc chú giải mới hiểu. Đây là một giá trị triết lý rất là sâu sắc. Hiểu ý con nói không? Cho nên mình đừng có nghĩ là mình đấu tranh. Thế gọi là cái đó không phải người Phật tử. Cho nên thôi bây giờ mình nhẫn nhịn, mình là người Phật tử phải không? Thì đạo Phật không có dạy mình nhẫn nhịn kiểu như vậy. Nhẫn nhịn có nghĩa là im lặng rồi thôi, cứ ôm ấp cái niềm đau đó. Không phải. Quý vị ôm ấp nó chẳng qua là chưa đủ cơ hội báo thù. Phải không? Đó, nó là như vậy. Cho nên nó có một cái phần về giới mà hôm trước á, chúng con đã nói với các vị rồi. Không phá giới nó khác với giữ giới, đúng không? Khi ngủ mình không có phá giới, khi chưa đủ lực mình không phá giới, đúng không? Ví dụ như rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon, khổ thế mồ có gì đâu ăn chơi. Nhưng mà đến chừng điều kiện có thì sao? Khác. Chưa đủ lực thì không phá giới, và chưa đúng đối tượng thì cũng phá giới, đúng không? Suy nghĩ coi. Như vậy thì không phá giới nó khác với gì? Giữ giới, đúng không? Đó. Bây giờ nếu mà nói cái người đó mà sống một cái đời sống chân phương chất phát thật thà, đúng không quý vị? Chưa chắc, tại vì cám dỗ nó chưa đến, trên cây kim trong bọc nó chưa lòi ra,
Chứ không phải mình nhìn người đó vậy là ổn đâu, nó không phải đâu. Mà đạo Phật của chúng ta là gì? Không phải không, cũng không phải có, mà là gì? Trung đạo. Trung đạo là gì? Hôm nay có rồi nè. Trung đạo là bao trùm tất cả. Nó đi, nó thấu đạt cả bản thể, mà nó đi luôn cả đến cái hiện tướng. Nó không chấp cái nào hết. Và trung đạo là gì? Là vượt lên cả hai. Nó có gì nhấn mạnh vô cái từ vượt lên cả hai. Cái từ vượt lên đó, ở trong tài liệu có đó. Rồi, cái phần này coi như là về quán chiếu nha. Nhất chân tam quán là về cái có và cái không. Là các bài giảng trước đây là con đã lồng vô rồi, và con chỉ khắc con nhấn mạnh thêm thôi. Đại chúng phải về, đại chúng ngồi, đại chúng học cái pháp qua này, học cái thập như thị này, đại chúng nghiền ngẫm và đại chúng phối hợp về cái nhất chân tam quán này. Nó sẽ là một công cụ hữu ích, là một trí tuệ bát nhã để diệt tận khổ đau và giúp cho các vị an lạc rất nhiều trong cuộc sống. Bởi vì tất cả chúng ta đang bị đau khổ là bởi vì một, chúng ta đang vướng vào cái không. Còn hai là chúng ta vướng vào gì? Cái có. Rồi chúng ta mặc nhiên chấp nhận giữa có và không nữa. Hiểu không? Đó, rất nhiều. Cho nên đại chúng mà quán chiếu kỹ, con có thời gian, tại vì nếu mà nói rộng ra thì cái này nó cả bằng bạc pháp giới. Nhớ ha. Rồi, bây giờ con chỉ dạy về nhất niệm tâm thiên thôi. Hôm trước con dạy nhất niệm tâm thiên chưa? Rồi, vậy con dạy cái này nhanh lắm, không có mất thời gian của đại chúng đâu. Đại chúng lật trang số 7 đi. Con dạy cái phần nhất niệm tâm thiên là xong cái bài hôm nay. Rồi, đại chúng, ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta có một cái phần á: khi Đức Thích Ca ở Ta Bà giảng pháp thì 3.000 thế giới đều lắng nghe. Có nhớ chỗ này không? Có nhớ chỗ mà Phật phân thân thuyết pháp không? Thì chúng ta thường tư duy theo cái kiểu bình dân của mình á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế giới này bây giờ hiện đại rồi, tất cả đều có màn hình LED, có smartphone, thì Đức Phật ở một nơi giảng pháp và 3.000 nơi kia đều mở lên coi hết, đúng không? Nhưng con hỏi đại chúng, nếu như mình hiểu theo kiểu như vậy thì tại sao không phải là 4.000, 5.000 mà phải là 3.000? Nếu mà sử dụng điện thoại thông minh coi thì 4.000 thế giới khác coi cũng được, phải không? 5.000 thế giới khác coi cũng được, tại sao phải là 3.000? Thì hôm nay con sẽ kiến giải cho đại chúng con số 3.000 này nha. Rồi, 3.000 này là như thế này nè đại chúng. Khi mà một niệm mình khởi lên, niệm này là có niệm thiện, niệm ác nha đại chúng. Đại chúng nhìn lên bảng đi, con đã ghi hết tài liệu, đại chúng ghi gì nữa vậy? Sao thấy đại chúng ghi nhiều quá mà công con đánh máy mà đại chúng ghi gì dữ vậy? Có tài liệu rồi, về coi đi, khỏi ghi nữa. Khi một niệm khởi lên là niệm thiện hoặc niệm ác, đúng không đại chúng? Dạ. Thì cái niệm thiện, niệm ác này, thì niệm thiện, niệm ác này, bản chất của nó là sẽ biểu thị qua thập pháp giới. Nhớ nha, trong một ngày của mình sinh sống nè, thấy không? Cái niệm thiện, niệm ác của mình nó chiêu cảm đến 10 cảnh giới. Cảnh giới là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, phải không? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Có phải vậy không? Rồi. Mà trong 10 cái cảnh giới này lại tương tức với nhau. Tại sao tương tức? Ví dụ bây giờ cảnh giới của chư Phật xuống địa ngục được không? Phật với Bồ Tát hiện thành diện viên đại sĩ xuống phát cơm cho quỷ đói ăn được không? Thấy không? Rồi những chúng sanh trong địa ngục á, mà nếu mà chuyển hóa tâm, cái hạt giống cái tính giác ở trong cái chúng sanh đó mà khởi lên, thì từ cảnh giới thấp chuyển lên cảnh giới cao được không? Trong một ngày của đại chúng 24 tiếng, có niệm nào của đại chúng là niệm Phật không? Có niệm nào của đại chúng là niệm Bồ Tát? Có niệm nào là niệm Thiên không? Có hết phải không? Là nó chuyển giao qua lại ở 10 cảnh giới này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, của cõi trời, cõi người, cõi Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, chuyển giao qua lại, nhưng mà mình không cố định nha. Cho nên nó cấp số lên ha, nó tương tức với nhau. Rồi thưa với đại chúng, rồi sau đó thì lại tiếp tục đến 10 như thị, thập như thị nữa, phải không? Và trong mỗi một niệm của mình nó đều có gì? Cái pháp đó nó có tướng, có tánh, có thể, có năng, có tác, có nhân, duyên, quả, báo, bổn mặt, cứu cánh, như thị. Thấy không? Thì nó chính là gì? 3.000 chưa? Chưa ra được con số 3.
Phải không? Còn thiếu một số 3 nữa. Số 3 này là ở đâu? Là trong mỗi một niệm này nó lại chi phối về về 3 tình huống. Một là mình xét cái lăng kính dựa trên cái thân của mình mà mình nhìn nhận cái vấn đề. Mình đứng trên cái ngũ uẩn của mình để mình nhìn về vấn đề đó. Rồi có khi mình đứng trên cái lập trường của người khác để mình nhìn về vấn đề đó. Được chưa? Và cái thứ ba là gì? Quốc độ. Cái này là hữu tình, cái này là vô tình. Quốc độ ở trong cái thuật ngữ người ta gọi là khí thế giới. Khí thế giới là một cái thuật ngữ của Phật giáo để nói về cái môi sinh, môi trường xung quanh của chúng ta sống bên cạnh cái chính là cái gì? Cái hữu tình. Thì cái môi sinh, môi trường này là tất cả những yếu tố vô tình đang vận hành xung quanh của mình. Được chưa? Ra số 3000 chưa? Nhớ nha. Vậy thì 3000 này là nhất niệm tam thiên, một niệm của mình. Nhưng mà châu biến pháp giới qua 10 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Trong 10 cảnh giới này lại tương tức với nhau. Rồi lại tương tức với gì? Thập chư thị. Và phải qua 3 lăng kính mà mình đối chiếu. Một là có khi mình đứng trên lập trường quan điểm của mình mà mình nhìn nhận. Có khi là mình đứng trên cái lập trường quan điểm của chúng sanh mà mình nhìn nhận. Thấy không? Có khi mình mới nhìn cái người đó là gì? Trời ơi, sao cô tốt bụng quá vậy? Cô như Quan Âm Bồ Tát vậy? Phải không quý vị? Mình khen người ta nức nở. Qua bữa sau tự nhiên mình biết rằng thật sự bà này phải cố ý giúp mình mà có tâm tư lợi gì đó. Trời ơi, nhỏ này nhàm hiểm quá. Lật mặt ngay liền. Thì trở thành cảnh giới khác rồi. Tức là dựa trên gì? Cái thiết lập của chúng sanh mà mình nói. Thấy không? Rồi cũng có khi trong cùng một niệm của mình, nhưng mà sao? Cái quốc độ nó khác, cái cảnh quan nó khác, thì mình sẽ tưởng tượng nó khác. Thấy không quý vị? Giống như là thầy đi qua nước ngoài mà đến những cái tiểu bang mà nó có tuyết á, cái mấy Phật tử nói: trời ơi, thầy mà có dịp mà thầy đi cái mùa tuyết ở bên đây nha, là nó đẹp giống như là cái cõi lưu ly của Phật Dược Sư vậy đó. Ví dụ như thế. Thì cùng cái cõi ta bà thôi, nhưng mà tùy theo cái khí thế giới, tức là cái môi sinh, cái môi trường nó khác, người ta cảm nhận nó khác. Phải không quý vị? Thì đó chính là gì? 3000 thế giới, đại thiên thế giới, là do cái tâm niệm của mình nó biến hiện ra, châu biến pháp giới tất cả. Ha, đại chúng ha. Thôi chúng ta nghỉ.